Sư cho con hỏi thọ giới sa di bao lâu thì được thọ giới tỳ kheo có quy định nào hay không? Theo trong luật đó, thì uh, một người không phải dòng tộc thích ca thì phải uh, coi, coi như là làm, làm cái 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 người là tịnh nhân cư sĩ tức là làm cái người mà phục vụ đó, gần gũi tăng đoàn trong tối thiểu là 3 tháng tối thiểu là 3 tháng rồi mới được phép xuất gia tức là dù cho xuất gia sa di xuất gia tỳ kheo thì cũng phải có một cái thời gian thử thách ở chùa để chi để chưa tăng thay đổi cái truy kiến của quý vị và để học cách sinh hoạt ở trong tăng đoàn để cách đi cách đứng nọ kia đó rồi sau đó mới thấy mà dò cẳng nó cũng được rồi đó khi đó mới cho xuất gia và thời gian 3 tháng là xin thưa, thời gian tối thiểu nha thời gian tối thiểu có nhiều người mà họ ở một năm cho tới 3 năm cũng không có chuyện gì lạ tại vì có khi á chưa tăng cảm thấy là con người này cần phải được thử thách thêm cần phải được theo dõi thêm nhiều người bây giờ họ xuất gia rất là vội và sư đã thấy cái hậu quả nhãn tiền đó là gì tu vội tu vàng muốn được xuất gia nhưng mà trong khi đó cái tâm nó chưa được chưa được mài chưa được mài dũa vừa xuất gia chừng thời gian ngắn nha vài tháng năm hai năm bất mãn thầy tổ bất mãn tăng đoàn là bỏ đi có nghĩa là họ chỉ mượn mượn chưa tăng để mà cho họ xuất gia thôi chứ họ không có cái ý nương nhờ không có ý học hỏi rồi đến khi mà đi như vậy á đi mà không có học kinh không học luật không học pháp không học cách cư xử trong tăng đoàn á rồi đi nơi này nơi kia thì thành ra một ông sư hoang dã tức là không biết cách cư xử không biết luật lệ và từ đó gây ra phiền não cho chính mình và gây ra phiền não cho tăng đoàn làm mất niềm tin nơi cư sĩ thành ra cái nếu mà quý vị hỏi cái ý kiến của sư thì xin thưa, hồi xưa thì sư còn nghĩ là thôi thì cho người ta xuất gia rồi mình dạy sao nhưng mà bây giờ sư nghĩ là đúng là hồi các ngài á, các ngài các vị uh, cao tăng hồi xưa các ngài đưa ra cái quy định này nó không có sai chút nào tức là gì, giữ anh lại làm cư sĩ ở trong chùa làm tịnh nhân cư sĩ một thời gian đi, dạy anh xong rồi cho anh xuất gia, chứ còn cho anh xuất gia sớm rồi bắt đầu anh bay anh nhảy anh làm nọ kia nó nó hư cả một cái đời của anh rồi nó hư cả cái những con người khác nữa hư cả cái tăng đoàn đấy cho nên là quý vị hỏi một người xuất gia thì cái ý của sư là như vậy còn mà thọ giới sa di bao lâu thì được thọ giới tỳ kheo tại sao sư chưa trả lời ngay là bởi vì như thế này theo đúng luật nha 20 tuổi thọ giới tỳ kheo tức là giả sử như quý vị 30 tuổi quý vị mới xuất gia thì cho quý vị thọ giới tỳ kheo luôn chứ không thọ giới sa di theo luật không có chuyện là cho thọ tu sa di thời gian là mới cho tu tỳ kheo mà cái chuyện cho tu sa di một thời gian á thì nó cũng là giống như cái trường hợp hồi nãy sư nói tức là có nhiều người á, họ vội tu quá mà bây giờ cho họ không có cho họ tu sa di á, thì họ nản à, rồi họ bỏ cho nên là cho họ tu sa di trước rồi nhắm dò cẳng như thế nào đó được thì mới cho tu lên tỳ kheo chứ còn nếu như á, mà mình à, gắt nghiệp từ cái dòng loại đó tức là khoan cho anh tu ngay cả sa di cũng khoan luôn thì à, chỉ cần đủ tuổi là cho thẳng lên tỳ kheo tức là 20 tuổi cho lên tỳ kheo chứ không có cho sa di không có quy định là sa di được bao lâu lên tỳ kheo hết trơn mà đúng đại luật là 20 tuổi là tu tỳ kheo còn dưới 20 tuổi là tu sa di đấy tại sao sư nói cái chuyện đó bởi vì nếu như mà quý vị cứ tu sa di mà không lên tỳ kheo á sư hỏi quý vị như thế này một vị tỳ kheo mà ăn nằm với người nữ thì bị trục xuất khỏi tăng đoàn phạm với bất cộng chủ không còn là tỳ kheo nữa không được ở trong tăng đoàn nữa nhưng mà mà ông sa di á ông ăn ngủ với phụ nữ đương nhiên ông đức với sa di nhưng ông chỉ cần ông thọ giới sa di trở lại là ông lại cứ tiếp tục ở trong chùa thì như vậy mang cái hình tướng tu sĩ hưởng thụ những cái sự vật chất bố thí của tàn na tính thí của thí chủ cúng dường đấy hưởng thụ uh, sự trọng vọng của cư sĩ mà lại muốn hưởng dục như là người đời tức là anh vẫn muốn ăn nằm với phụ nữ mà anh vẫn muốn người ta cúng tiền cho anh để anh có tiền anh ăn nằm với phụ nữ thì tôi hỏi anh anh coi cái đạo Phật này nó ra cái gì ừ? cho nên sư là sư phản đối cái chuyện là trên 20 tuổi là vẫn còn tu sa di tại vì anh nghĩ cái chuyện anh vẫn hướng anh vẫn muốn hưởng thụ mà anh vẫn muốn tập y để người ta cúng tiền cho anh để anh hưởng thụ thì anh nghĩ anh nghĩ cái giáo pháp này ra cái gì yeah. cho nên theo đúng luật 20 tuổi tôi tỳ kheo còn nếu mà anh muốn làm gắt thì anh phải gắt ngay từ dòng đầu tức là anh làm tịnh nhân cư sĩ cho tôi anh vẫn cứ làm cư sĩ anh thực hành anh học hỏi anh học kinh anh học luật anh học cách cư xử trong tăng đoàn anh học cho đầy đủ tôi nhắm anh được tôi mới cho xuất gia anh đủ tuổi tôi cho anh lên tiền kheo luôn Đấy, chứ không có chuyện làm cứ làm sa di mà làm sa di lão làng